Xin chào các bạn, chào các thầy cô giáo. Một thông tin thật là vui cho tất cả các thầy cô và học sinh. Thì đến hôm nay chúng ta đã được cấp trên đăng ký và chuyển đến toàn bộ giáo viên và học sinh ở các nhà trường một cái tài khoản miễn phí Office 365 gói A1 dùng cho các nhà trường. Về mặt ứng dụng và tiện ích thì chúng ta không cần phải bàn đến nhiều. Vì trước tiên thì các thầy cô cũng như các em chúng ta sẽ là người được hưởng lợi đầu tiên, được sử dụng cái gói Office 365 miễn phí với nhiều cái tính năng. Ví dụ như chúng ta có thể dùng online trên mạng internet này, dùng offline trên máy tính của mình với cái ứng dụng mà có sẵn khi chúng ta cài đặt ra để chúng ta sử dụng ấy, với cái ứng dụng Team để học tập, rồi là tạo nhóm, tạo môi trường học tập trực tuyến. Sau đây tôi cũng demo qua cho mọi người xem. Thì còn đây nó là của tôi, đây cũng chính là cái tài khoản của tôi. Đấy, cái tên đăng nhập đây, duoi.intri.vn. Thế thì sau đây tôi sẽ làm cái video để hướng dẫn hỗ trợ các thầy cô tự thay đổi mật khẩu tài khoản lần đầu mà mình được cấp. Cũng mong là qua xem video này thì các thầy cô chúng ta có thể là tự chủ động để thay đổi tài khoản của mình, để bảo mật cái tài khoản miễn phí của mình, để sau này chúng ta có thể sử dụng cho bản thân riêng cá nhân của chúng ta. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người cái cách thay đổi mật khẩu này bằng hai cách. Đấy, cách thứ nhất là cách sử dụng cái địa chỉ trang chủ này. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng cái biểu tượng chúng ta đã cài đặt ra ngoài màn hình. Thế thì đầu tiên mọi người chúng ta sẽ gõ cái dòng địa chỉ này. Ví dụ như ở đây thì tôi copy sẵn lên, sau đó tôi sẽ khởi động trình duyệt web lên. Tôi sẽ dùng cái trình duyệt ở đây là trình duyệt cốc cốc. Sau đó tôi sẽ dán cái địa chỉ này vào và nhấn phím Enter. Đấy thì chúng ta thấy cái giao diện xuất hiện này, bởi vì trước là tôi đã đăng ký một cái gói tài khoản Office rồi, tôi đã đăng nhập vào đây sử dụng rồi. Thì những đồng chí nào mà chúng ta đã có cái biểu tượng này xuất hiện là chứng tỏ là chúng ta đã đăng ký rồi và chúng ta làm rồi. Có thể là chúng ta làm, chúng ta tìm hiểu này, chúng ta tự học. Thế thì cái giao diện hiện lên này thì chúng ta sẽ dùng, bây giờ là chúng ta sẽ dùng cái chính thống của ngành giáo dục chúng ta cấp. Do vậy thì chúng ta sẽ kích cho tôi vào chỗ dùng tài khoản khác. Bây giờ tôi sẽ lấy cái tài khoản mà tôi mới được cấp đây. Các đồng chí chúng ta có thể gõ vào hoặc chúng ta có thể copy, bỏ cái tài khoản trước của tôi đi. Sau đó tôi sẽ paste nó vào đây và kích vào tiếp theo. Đấy, quan trọng bây giờ là chúng ta sẽ lấy cái mật khẩu. Đây, tôi sẽ copy cái mật khẩu của tôi vào. Sau đó tôi sẽ dán vào cái ô mật khẩu này và kích vào đăng nhập. Thế thì do cái lần đầu tiên mà chúng ta được cấp ấy, mà khi chúng ta đăng nhập vào lần đầu tiên ấy, thì ở đây nó sẽ hiện cho chúng ta một cái cửa sổ là nhập cái mật khẩu hiện tại, tức là cái mật khẩu mà cấp trên cung cấp chúng ta. Thì bây giờ để mình muốn tạo được một cái mật khẩu để mình dùng cho riêng mình, thì bây giờ chúng ta sẽ kích vào cái ô mật khẩu mới này, sau đó tôi sẽ gõ một cái mật khẩu của tôi vào. Chỗ này thì tôi cũng lưu ý với mọi người là chúng ta nên đặt cái mật khẩu mà trong đó bao gồm mà có ký tự chữ hoa này, chữ thường, số và ký tự biệt, và ít nhất phải có 8 ký tự trở lên. Đấy, sau khi chúng ta nhập xong cái mật khẩu này rồi ấy, thì chúng ta lại phải tiếp tục là xác nhận lại mật khẩu. Tôi lại gõ lại cái mật khẩu để xác nhận một lần nữa. Rồi sau đó chúng ta kích vào đăng nhập. Đây, tôi kích vào chỗ cập nhật mật khẩu này. Ở đây nó sẽ thông báo này, cần thêm thông tin. Đấy, thì các đồng chí chúng ta sẽ đọc qua đây. Đấy, các đồng chí giáo viên chúng ta sẽ đọc qua đây, sau đó chúng ta kích vào tiếp theo. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cái giao diện cửa sổ với cái dòng thông báo là đừng để mất quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Thì cũng mong các đồng chí chúng ta sẽ đọc hết cái dòng này để mình hiểu thêm. Thế còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là quan tâm cho tôi hai cái phần có dấu chấm than đây, là điện thoại xác thực chưa được đặt cấu hình, rồi là email xác thực chưa được đặt cấu hình. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải xử lý tiếp theo để chúng ta cung cấp cho nó cái số điện thoại là một này, cái email mà chúng ta vẫn thường dùng. Bây giờ chúng ta sẽ kích vào chỗ thiết lập ngay bây giờ. Đấy, thì ở cái ô đầu tiên này tôi sẽ chọn là Việt Nam. Thì các đồng chí trượt lên trượt xuống này để chúng ta tìm đến cái Việt Nam. Đây, cộng 84. Sau đó tôi sẽ nhập cái số điện thoại của mình vào. Kích vào cái ô là có hai cái chức năng là nhắn tin cho tôi và gọi cho tôi, thì tôi kích vào cái ô nhắn tin cho tôi.
Đấy, thì trong khi chờ đợi thì nó sẽ gửi cho chúng ta đến điện thoại của mình ấy, một cái tin nhắn. Thì sau đó tôi sẽ nhập cái tin nhắn mà nó gửi cái mã về cho mình, 686. Tôi nhập vào đây, xong kích vào chỗ kiểm chứng. Rồi nó thông báo là hoàn tất. Thế thì bây giờ nếu chúng ta muốn xác thực luôn cái email thì chúng ta cũng thiết lập luôn. Để sau này nó có tất cả những thông tin gì nó sẽ gửi vào email cho chúng ta, tôi cũng thiết lập luôn. Đấy, bây giờ tôi sẽ gõ cái email của mình. Rồi, kích vào chỗ gửi email cho tôi. Chúng tôi đã gửi một thông điệp email có chứa mã kiểm chứng đến hộp thư của bạn. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái email của mình lên. Đây, thì chúng ta thấy là trong email tôi đã có một cái mã kiểm chứng email tài khoản Bắc Giang đây, thì tôi kích vào đấy. Thì tôi sẽ lấy cái mã này. Đây, lấy cái mã kiểm chứng địa chỉ email của bạn. Sau đó tôi quay lại, dán vào cái ô này. Sau đó kích vào kiểm chứng. Bước tiếp theo là chúng ta kích vào hoàn tất. Rồi, kích vào duy trì đăng nhập. Rồi, tôi đóng cái này vào. Đấy, như vậy là chúng ta thấy là chúng ta đã thay đổi được mật khẩu và chúng ta đã có một cái tài khoản Office 365 miễn phí, trong đó có cái ứng dụng Team đây. Đấy, có cái ứng dụng Team này để chúng ta tạo phòng họp này, rồi là học tập trực tuyến. Còn trên này nó đã thông báo cho tôi đây, cái tài khoản của tôi là Vũ Mạnh Điệp đây. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đăng xuất ra. Thì trên web nó đã báo là bạn đã đăng xuất, phải không? Bây giờ coi như là tôi đóng hoàn toàn cái cửa sổ này lại. Sau đó tôi sẽ mở cái trình duyệt app lên này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách đầu tiên là chúng ta sẽ vào trình duyệt app, đăng nhập bằng trình duyệt app đấy. Đây, tôi kích cái trình duyệt app lên. Sau đó nhập cái địa chỉ trang chủ vào. Nhấn Enter một cái. Đấy, thì bây giờ chúng ta thấy này. Bây giờ nó đã có cái biểu tượng là chúng ta đăng nhập rồi vào cái trình duyệt app ấy. Ở đây là chúng ta đang mở cái cách là sử dụng cái bản online ngay trên trình duyệt app. Do vậy là tôi kích vào đây. Sau đó là tôi nhập mật khẩu vào đây. Rồi, kích vào đăng nhập. Rồi, kích vào có. Rồi, đến đây thì chúng ta có thể kích vào cái biểu tượng Team này thôi. Đấy, để mở ứng dụng cái phần Team ở trên trình duyệt app để chúng ta làm việc, để chúng ta hội họp rồi là trao đổi trực tuyến á. Thế lần đầu tiên ý mà chúng ta thấy là khi chúng ta đăng nhập vào thì nó sẽ có một cái thông báo như thế này. Thì bây giờ nếu đồng chí nào mà chưa có cái phần mềm Team mà chúng ta tải ra để cài đặt dùng ở trên cái biểu tượng trên màn hình ấy, thì chúng ta sẽ kích vào chỗ tải ứng dụng cho Windows này xuống. Thế nhưng của tôi thì tôi đã có ở ngoài màn hình rồi, tôi cài rồi. Thì đây chúng ta chỉ cần kích vào chỗ là sử dụng web để thay thế. Đấy, thì tôi kích luôn vào đây. Rồi, kích vào tiếp theo này. Tiếp theo này. Tiếp theo. Tiếp theo. Rồi, bắt đầu nào. Đấy, như vậy là các bạn thấy không? Toàn bộ cái giao diện của cái phần Team nó đã xuất hiện trên đây. Đây, còn đây là tài khoản của mình đây, của cái người được cấp đây. Thế là như vậy là vừa qua tôi đã hướng dẫn các thầy cô chúng ta cách cái thay đổi cái mật khẩu của tài khoản được cấp lần đầu tiên. Thì sau đây tôi sẽ đăng xuất nó ra này. Rồi, tóm lại là tôi đóng toàn bộ cái cửa sổ web đi. Đấy, bây giờ tôi sẽ đăng nhập cái phần này ở trên cái biểu tượng mà Team, tức là cái phần mềm ứng dụng mà tôi đã cài đặt ra. Thì các đồng chí để ý này, bây giờ tôi kích nút vào biểu tượng Team trên màn hình, chờ phần mềm khởi động. Đấy, sau đó tôi cũng sẽ nhập cái địa chỉ email được cung cấp đây. Tôi mở ra, tôi copy cho nhanh. Rồi, kích vào đây. Sau đó kích vào đăng nhập. Đấy, phần này chúng ta chỉ việc nhập cái password mà chúng ta vừa thay đổi thôi. Rồi, kích vào nút sign in này, đợi phần mềm khởi động một chút. Thì bây giờ các đồng chí và các bạn, các thầy cô này, chúng ta thấy đúng không? Chúng ta đã vào được trong cái phần mềm Team rồi. Ở đây thì do là sở chúng ta cung cấp, do vậy là một số cái
phòng học đã được tạo, ví dụ như là tiểu học, giáo viên, rồi tổ ngữ văn, tổ toán. Thế sau này mà chúng ta được cấp cái quyền quản trị ấy, sử dụng được sự phân quyền cấp trên ấy, thì chúng ta có thể vào đây để chúng ta tạo nhóm này, rồi có thể các nhóm học khác người ta gửi cái mã, cái code đến cho chúng ta ấy, thì chúng ta nhập vào đây để chúng ta tham gia. Thế thì phần giới thiệu của tôi đến đây là hết. Nhưng mà tôi cũng muốn là sau đây tôi sẽ hướng dẫn các đồng chí là cái cách nhập và thay đổi mật khẩu ở trên trình duyệt cũng cốc cốc này. Thế nhưng nó lại ở cái giao diện tiếng Anh. Vì đây là vừa qua chúng ta đã thấy là tôi đang hướng dẫn các đồng chí và các bạn, các giáo viên ấy, các thầy cô là trên cái phiên bản mà chúng ta thấy nó hoàn toàn là chữ tiếng Việt. Thế thì cái vấn đề mà chúng ta sử dụng thay đổi mật khẩu của mình trên giao diện tiếng Anh thì nó như thế nào? Bởi vì chỗ này thì tôi thấy là nó sẽ có một số là các thầy cô chúng ta tuổi nó cao rồi. Đấy, thì chúng ta có rất nhiều cái lúng túng. Bởi vì trong quá trình thì tôi cũng đã nhận được rất nhiều cái thông tin là em ơi hay là cháu ơi của cô là nó bị toàn tiếng Anh thôi, chẳng biết là cái gì cả. Thì trong quá trình điện cho tôi thì trao đổi thì bản thân là các thầy cô có nhiều người cao tuổi là khi đọc với là cũng tôi cũng chẳng biết là các thầy cô đọc cái gì. Mong các đồng chí thông cảm. Thì để cho cái vấn đề này nó thuận lợi thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn các đồng chí ở trên cái giao diện mà chúng ta đổi bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Thì sau đây mời các thầy cô chúng ta cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta cũng khởi động cái trình duyệt app lên. Sau đó nhập cái địa chỉ của trang chủ vào. Rồi nhấn Enter. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ dùng một cái tài khoản khác đi. Bởi vì vừa nãy chúng ta đã làm xong cái tài khoản của tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái tài khoản của đồng chí giáo viên trường tôi. Xin phép là tôi sẽ lấy tạm thời cái tài khoản được cung cấp là mật khẩu của đồng chí Vũ Thị Bảy. Thì đây tôi sẽ copy cái tài khoản Gmail của đồng chí Bảy vào. Sau đó tôi xóa này đi của tôi đi. Xong rồi tôi sẽ dán cái địa chỉ vào. Tiếp theo là tôi sẽ lấy cái mật khẩu mà đồng chí Bảy được cấp. Rồi kích vào hút sign in này. Đấy, thì đến đây chúng ta thấy là nó cũng bắt hiện lên một cái bảng rất là bình thường như thế nào. Chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu cũ vào đây, được cung cấp lần đầu đấy. Sau đó chúng ta sẽ đổi mật khẩu mới. Rồi tiếp tục chúng ta đưa xuống cái ô thứ 3 này, để chúng ta xác nhận mật khẩu. Rồi kích vào nút sign in. Rồi kích vào next. Đấy, thì đến đây là chúng ta cũng lại phải cung cấp cho nó một cái số điện thoại của EMA. Thế bây giờ tôi cũng sẽ kích vào cái Setup Now này. Chọn quốc gia Việt Nam. Rồi, bây giờ thì tôi tạm thời là tôi sẽ lấy cái số điện thoại của tôi. Sau này có gì thì tôi sẽ bàn giao lại cho đồng chí Bảy. Rồi kích vào cái tích này để gửi tin nhắn này. Rồi bây giờ nó cũng sẽ báo đến điện thoại tôi một cái mã xác nhận. Thì tôi sẽ chờ đợi để nó gửi mã vào cho tôi. Rồi như vậy là một cái mã đã được gửi đến cho tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ nhập cái mã vào 331559. Rồi kích vào cái chỗ xác minh này. Rồi đến đây thì tôi không có cái địa chỉ mail của đồng chí Bảy cho nên là tôi kích vào cái finish này để kết thúc. Rồi kích vào yes. Đấy, như vậy là chúng ta thấy cái giao diện phải không? Của cái Office 365 này chúng ta xuất hiện rồi. Và trên này thì đồng chí Bảy của chúng ta đã có phần cái ứng dụng Team rồi. Thì chúng ta cũng kích luôn vào cái phần Team này. Đấy, cái cửa sổ Team này xuất hiện, nó có dòng thông báo ở đây. Thì chúng ta không quan tâm cho tôi vào chỗ cái Get the Windows này, app này nữa, mà chúng ta kích luôn vào cái chỗ bên dưới này, cái User Web này. Đấy, để chúng ta tiếp tục tham gia. Các đồng chí chúng ta kích vào Next. 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 Rồi let go. Đấy, thì chúng ta thấy là cái giao diện cửa sổ của phần Team chúng ta đã thực hiện được, phải không? Rồi tên đăng nhập tài khoản của đồng chí Vũ Thị Bảy đây. Ok. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các đồng chí cái cách thay đổi mật khẩu của mình trên trình duyệt web mà có sử dụng cả tiếng Anh rồi tiếng Việt. Thế thì đến đây cũng sẽ có một số các đồng chí chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn ấy, thì tôi cũng có thể nói qua cho các đồng chí là cái cách chuyển đổi giao diện từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Thì sau đây mời các đồng chí chúng ta cùng quan sát. Cái này thì chỉ là mở rộng thêm thôi, nó không nằm trong phần ứng dụng đổi mật khẩu. Nhưng mà tiện đây thì làm video thì tôi cũng hướng dẫn luôn các đồng chí, để các đồng chí chúng ta sau này
mà muốn mình có cái giao diện tiếng Việt hay tiếng Anh để mình dùng ấy, thì chúng ta sẽ quan sát, tôi sẽ thực hiện luôn ở trên này luôn nhá. Thứ nhất chúng ta sẽ kích vào cái biểu tượng cốc cốc ở góc này. Sau đó các đồng chí tìm cho tôi đến cái chữ setting. Kích trái vào setting này. Rồi chúng ta vào cái chỗ advanced này, có cái mũi tên này, chúng ta kích này, nó sổ xuống. Thì quan tâm cho tôi vào cái biểu tượng hình quả cầu có chữ là Nangua này. Đấy, chúng ta kích vào đây. Đấy, thì bên trên chúng ta thấy là cái Nangua này chúng ta đang dùng cái ngôn ngữ tiếng Việt là English đúng không? Thì các đồng chí chúng ta kích vào cái biểu tượng mũi tên quay xuống này. Sau đó tìm cho tôi đến cái chữ Vietnami, kích vào cái biểu tượng dấu 3 chấm. Đấy. Chúng ta kích vào cái ô đây. Define cốc cốc này. Rồi, bên dưới chúng ta trượt xuống này. Chúng ta để ý cho tôi này, chỗ này là chúng ta sẽ kích cái Vietnami này. Nó sáng đỏ lên. Còn đây này chúng ta trượt lại. Đấy, sau đó chúng ta sẽ tắt cái trình duyệt này đi. Tiếp, thoát đây đi. Bây giờ tôi sẽ khởi động lại nhá. Đấy, bây giờ chúng ta kiểm tra này, chúng ta kích vào cái cốc cốc này này. Đấy, thì chúng ta thấy không, toàn bộ cái vừa đấy nào là hoàn toàn ngôn ngữ tiếng Anh, nhưng bây giờ đã chuyển sang tiếng Việt cho chúng ta dùng rồi. Đấy, thì bây giờ đồng chí là quen sử dụng trên cái trình duyệt mà có ngôn ngữ tiếng Anh hay tiếng Việt thế nào thì tùy các đồng chí. Thì video của chúng tôi, tôi hướng dẫn các đồng chí đến đây là hết. Các đồng chí thấy hay thì chia sẻ, rồi là chúng ta trao đổi bằng cách đăng ký vào kênh của tôi để cho tôi có thêm cái động lực, tôi sẽ làm những video tiếp theo để hướng dẫn các đồng chí và các đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn, tạm biệt các đồng chí, hẹn gặp lại.